Vâng, mùng 1 sớm 2, mùng 2 đầu tháng xin chúc tất cả các anh chị luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh Xe Và Đam Mê, có một sức khỏe, có một tháng thịnh vượng và phát tài. Vậy thì hôm nay cũng năm hết Tết đến rồi, và hôm nay cũng là mùng 1 đầu tháng thì Phúc Yêu vừa về một cái mẫu xe. Có thể đây là một gọi là một siêu phẩm. Và thực sự nó là một siêu phẩm của anh chị nhé. Vậy thì siêu phẩm như thế nào? Thì xin mời các bác có thể ngắm nhìn ngay ở cái phần đèn, nó trang bị tới hai đèn bi siêu sáng. Đấy, đèn LED nhé. Và giải định vị ban ngày và dù sinh nhan cũng là dạng LED 3D tinh cầu thủy tinh. Nó cực kỳ cao cấp. Và cái này thì đặc biệt cái bản này thì 2 trong 1. Có nghĩa là nhiều bác đang lo lắng rằng một chiếc xe gầm thấp. Đấy. Mà chúng ta lại thích một sedan nhưng chúng ta không có một cái xe gầm cao, thì cái xe này sẽ mang lại cho các chị đó là hai tiêu chí: vừa gầm thấp vừa gầm cao. Mà chỉ có trên Mercedes, một dòng xe dành cho các chủ tịch mới có mà thôi. Đó, đó là hệ thống treo khí nén và lưng hạ gầm các chị nhé. Và đây là tôi đã hạ gầm ở chế độ thấp nhất. Cái này thì thế hệ mới, nó trang bị là hộp số 9 cấp, công nghệ máy hoàn toàn mới, form mới, la răng mới và mọi cái là mới rồi. Động cơ là 2.0 turbo tăng áp các anh chị ạ. Ngoài cái sức mạnh vô cùng là tuyệt vời, với những nước chân ga phải nói là để là chúng ta làm thỏa mãn, thì cái sự dịu dàng êm ái của Mercedes cũng làm cho chúng ta cảm nhận được cái sự tinh tế, cái sự tĩnh lặng với cái độ cách âm trong ồn tuyệt vời. Và hệ thống treo khí nén thì cực kỳ là êm đó. Và với hệ thống hộp số là 9 cấp số thì nó vô cùng mượt mà, khi chúng ta tăng tốc không cảm nhận được những cái khi nó chuyển số các bác nhé. Đó. Hộp số 9 cấp thì phải nói là đến đời này bắt đầu mới được nâng cấp, và nó là cuối năm của 2017. Đấy. Thì mấy bữa được nâng cấp lên hộp số 9 cấp. Nhưng mà tôi đánh giá cao cái hệ thống treo khí nén và lưng hạ gầm trên chiếc Mercedes C300 AMG, và chỉ có trên Mercedes S mới có mà thôi. Mercedes S thì chúng ta quá xa xỉ, 5, 7, 10 tỷ, thậm chí Mercedes S Maybach bây giờ 20 tỷ, thì thực sự nó quá xa xỉ. Nhưng chiếc xe này đã làm hài lòng các bác với tất cả những tiêu chí thiết kế, đấy, sự êm ái vận hành và tiện nghi của Mercedes thì là số 1. Các bác nhìn ngay những cái đường bo tròn ở những cái góc cạnh và những cái đèn giải đèn full nét ở trên chiếc GLC, chiếc C300. Đấy. Và tôi có thể phanh lên nữa thì cộng hưởng một chút thì các bác cảm nhận cái đèn phanh xem thực sự nó có đẹp hay không. Thì đây, đó, các bác có thể cảm nhận ngay nhé. Đấy. Các bác có thể cảm nhận ngay đèn phanh. Đấy. Thực sự nó rất là đẹp. Nhưng đó chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ, nó chưa hết đâu. Khi các bác thỏa mãn những cái ước mơ với cái độ sang trọng, với cái đẳng cấp, thì chúng ta hãy cùng nhau bước vào khoang nội thất. Nhưng trước khi khám phá khoang nội thất thì để hiểu rõ những chiếc xe tại Xe Và Đam Mê bán ra là cam kết 3 tiêu chí: không đâm xô, không thủy tinh ngập nước và máy số là nguyên zin nguyên bản. Vậy thì chúng ta chứng minh bằng điều gì? Xin mời các bác đi xuống phần gầm trước, sau đó chúng ta khám phá phần nội thất. Vâng, nói chung là học hỏi quay cầm của Xe Và Đam Mê, một số anh em đang học hỏi thì cũng là chuẩn thôi. Cái đấy tôi ủng hộ nhé. Như anh em chưa làm kỹ, đấy, chỉ soi thôi. Nhưng đây, tôi thì soi như thế này. Đấy, các bác nhìn cái phần nhựa này, không bị gãy vỡ nhé, không có cọ quẹt gì. Đấy. Cái thứ hai, máy móc thì tôi phải tháo hết cái tấm phủ gầm ra, bảo vệ gầm ra. Đây này, quay cho các bác này, từ thương lái, từ con ốc này, từ cái tem này, chuẩn nhá. Máy móc này, từ vạch sơn của nhà máy này, từ con ốc chấm này, không có con nào tháo vặn này, chuẩn nhá, không nhớm dầu nhá. Đấy, các bác phải tháo hết ra, anh em tháo ra nhé, để quay cho các bác từng con ốc này mới chuẩn này. Chứ làm không tháo cái này ra quay máy thì không có giá trị gì đâu. Đây, vật liệu thì cao cấp rồi, những cái càng này nguyên bản từ con ốc này, không có lốt tháo vặn này. Đấy, các bác nhìn này, chất như thế này. Nhất sản phẩm Xe Và Đam Mê tuyển ấy, mua thì bao giờ cũng cao hơn chỗ khác. Đấy. Xe chất thì không có rẻ. Đây các bác nhìn này, chuẩn nhá. Đó, đó là cái giá trị đầu tiên này. Đấy. Cái giá trị thứ hai thì anh em tháo gầm rồi quay cho các bác này. Đây là từ con ốc này. Đây này, ốc máy, ốc hộp số này, zin này, zin này, không có lốt tháo vặn này. Đấy, máy sáng choang như mới này. Đây từ con ốc này, tất cả từ con ốc nhé. Anh em quay như thế thì tôi ủng hộ đấy. Làm tốt là ok đấy, bảo vệ khách hàng là tuyệt vời. Đây các bác nhìn nhé. Đây, còn nếu mà quay long loáng thì không nên quay, làm màu làm mè không nên quay.
học xem đam mê làm chuẩn là tốt, tôi ủng hộ. Mình xem đam mê có tiêu chí rồi, bảo vệ khách hàng rồi. Các bác nhìn này, đấy, từ con ốc này, nguyên vẹn sơn nhà máy này, các bác nhìn cho em con này dã man về độ đẹp luôn đấy. Nó chuẩn thì nó phải như này, quay một cách chi tiết vì cái máy móc nó rất quan trọng. Sau đấy đó đến khung gầm các bác ạ, máy móc nó là trái tim của chiếc xe mà. Đấy, những hộp sàn là cái xanh nẹt này, đấy, nó là thép C55 mà. Đấy, cáte này, từ con ốc cáte này zin này, từ con ốc cáte này các bác này, ốc cáte nhé, đây là zin nhé, con này zin cả các tẹp số này, zin hết này. Đấy, những con ốc này, đấy, chuẩn chưa, yên tâm tuyệt đối chưa các bác, nhìn này. Đấy, cách âm chống ồn thì đây, mấy lớp rồi các bác ạ, zin nguyên bản luôn nhé. Đấy, chống nóng này, cách âm chống ồn này, từ cái phần nhựa này các bác nhìn này, vẫn giỏ nước nhé, rửa qua lưng lãi cho sạch đi, không một vết tì, có nghĩa là cái xe này không bao giờ chạm gầm bao giờ cả, quẹt vào đâu cả. Đấy, các bác nhìn này, chuẩn chưa. Đấy, tất cả đây nhé. Đấy, quá yên tâm, sản phẩm thế này là quá yên tâm. Và dẫn đầu cầu sau nhé, là cầu đẩy thì nó khỏe này, các bác nhìn cho em này, cái con ốc này, hệ thống cầu sau này. Đấy, giảm sóc này, bóng hơi này, bóng hơi con này là tôi ghi nhận cái bóng hơi này đi rất bền, bởi vì nó to như bóng xe tải luôn. Riêng con này là được lưng hạ gầm này, như bản 2019 là lên là không có lưng hạ gầm, thì các bác nhìn cái quả bóng nó to như bóng xe tải này nhé, thì quá yên tâm về độ khỏe khoắn và bền bỉ rồi. Đây này, đấy, các bác nhìn chưa, chuẩn chưa. Đấy, con xe như thế này cơ mà, từ cái tem này, đấy, chuẩn luôn nhé, rằng sau này chuẩn, không có va chạm gì cả. Đây, các bác nhìn này, bóng nó như thế này cơ mà, to như bóng xe tải các bác ạ. Đây, con này 4 bóng chứ không phải 2 bóng đâu, thường là dòng xe nó chỉ lưng cầu sau thôi. Đây này, đấy, trục lái này, các bác nhìn cho em lại lần nữa nhé. Đây, bóng đây, bóng to đùng luôn này, bóng này, các bác nhìn cho em này, bóng đây, ai bóng đây, từ tem mác còn nguyên zin nguyên bản hết, con này chạy rất ít nhé, nó còn nguyên bản đẹp như này. Đấy, cái giá trị làm thì nó phải kỹ vào, mất công làm. Đấy, để khách hàng từ xa định hình được luôn, đây, oh, đây là chiếc xe chất lượng, đảm bảo chuẩn. Đấy, như thế bảo vệ khách hàng như thế là rất tốt đấy. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ xe và đam mê. Thực sự đây là một chiếc xe bản AMG, hoặc chúng ta gọi là AMG, thì nó là bản cao cấp nhất các bác ạ. Đấy, thì các bác có thể thấy rằng đây là bản trung tâm full carbon, và chỉ ở cuối đời 2017 bắt đầu mới có và lên hộp số 9 cấp. Thì ở đây ngoài các màn hình khá là to, thì ở đây có chất mét cảm ứng lực, các bác chỉ cần vuốt như này thì chúng ta sẽ có những cái chương trình cài đặt và điều khiển cho xe ở đây. Đấy, và chúng ta có thể chuyển bằng nút này đó, volume, tắt tiếng và rèm đằng sau. Đấy, đằng sau có rèm điện nhé. Đấy, và ở đây thì có iStop dừng đỗ 3 giây, và lưng hạ gầm thì ở đây, chúng ta cần ấn vào nút này, xe sẽ tự động lưng gầm để cho chúng ta cao hơn. Còn ở đây thì được tích hợp các chế độ lái, chẳng hạn vận hành Eco, Comfort, Sport và Sport Plus, thì đó là những cái chương trình thể thao. Đây, Eco là tiết kiệm nhiên liệu đó, các bác có thể thấy. Và cái cửa gió đặc trưng của AMG thì nó quá đẹp. Đấy, thực sự là nói về cái nội thất của Mercedes thì tại sao mà các doanh nhân luôn luôn là đi Mercedes, bởi vì Mercedes nó làm cho chúng ta phải nói là sự tinh tế, hài lòng mà sang trọng, thì chỉ có nội thất Mercedes là số 1. Và đặc biệt dàn âm thanh 13 loa Bose, khi chúng ta nổ máy thì chiếc loa này sẽ xoay ra ngoài. Đó, bây giờ đấy, chúng ta tắt máy đấy, và nổ máy thì nó cũng vậy thôi. Đó, các bác có thể thấy ngay máy rất là êm, 13 loa Bose thì cực kỳ là hay và ấn tượng. Và trang bị cửa lóc đây ạ, thực sự nó quá tuyệt vời đúng không ạ. Đó, chỉ cần nói lên như vậy thôi thì chiếc xe mẹt đấy đã làm cho chúng ta hài lòng. Gãy số vô lăng, vô lăng vất đáy AMG, đề lỗ thông minh, ga tự động cruise control, và vô lăng được chỉnh điện rất êm ái, ngọt ngào mà nhẹ nhàng. Xe đang chạy ô đô là 6 vạn km các anh chị nhé, 6 vạn km đó. Chỉ cần nói lên như vậy thôi thì nó đã quá tuyệt vời rồi. Và các bác có thể thấy ấn tượng hơn là tất cả ở vị trí đây là nó chỉnh ghế ở trên cánh cửa. Ví dụ như tôi đeo đồng hồ, những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn 1 tỷ như này rất là xót xa khi nó bị xước. Những cái xe khác thì chúng ta phải lùa xuống rất là khó khăn và luôn luôn bị quẹt. Thì Mercedes rất tinh tế đã chỉnh ghế toàn bộ trên này, có 3 vị trí như ghế, và chỉnh ghế cho cả bên lái và bên phụ các anh chị nhé. Tất cả những vật liệu nhôm phay và vật liệu là cao cấp đó.
Tuyệt vời chưa? Nhiều anh chị đang lo lắng là không biết là cái ghế đằng sau nó có rộng không. Thực sự là nó quá rộng rãi, và đặc biệt là khi ngồi lên cái tư thế ghế của mẹ, họ thiết kế ngồi rất là thích, vững chãi và đi đường dài thì nó không mệt. Và các bác có thể thấy bên cạnh này nó cũng trang bị là rèm. Đấy, như cái này dùng cơm thôi. Còn đằng sau này thì nó là rèm điện này các anh chị này, bằng nút một nút bấm thôi nhá. Đấy. Và khi tại sao những chiếc xe mẹt luôn là làm cho tất cả phải hài lòng? Ngay ở cái tựa đầu, các bác có thể thấy ngay ở cái tựa đầu, nó cũng rất là đẹp tinh tế ở cái phần ghế. Khi chúng ta ngồi từ phía sau, chúng ta nhìn về đằng trước thì nó đập vào mắt đây, nó không bị chối. Nó đã rất đẹp rồi, cửa sổ lóc này, toàn cảnh này, rất là đẹp luôn. Cửa gió điều hòa ở đằng sau này thì chúng ta có thể chỉnh được gió này và chỉnh được nhiệt độ, có nghĩa là cái này là ba vùng gió độc lập. Các bác có thấy có thể là quá tuyệt vời. Và ghế đây, đây có bệ tì tay để cốc, để điện thoại này. Và chúng ta có thể bấm đây, bấm đây để đẩy cốc các anh chị nhé. Đó, nó tuyệt vời là tuyệt vời như vậy đó. Con này thì vừa về thôi, thì còn một số nó xước sát này, là tôi chưa bắn tỉa và chưa đánh bóng. Và cái ghế này ngày mai thì cho đánh xi để nó trở lại mới hơn. Và các bác nhìn từ cái tăm đồ cánh cửa, độc đằng sau cũng là hai loa Bomaster rồi. Đó. Và chúng ta có thể bước về bản tam ly phía trước một chút để thấy ngay ly cánh cửa ở cũng được trang bị tới 3 vị trí như ghế, và ghế toàn bộ chỉnh điện. Đó là điều thú vị và tuyệt vời. Đấy, các bác có thể thấy. Và chúng ta ngắm lại cái khoang nội thất một chút trước khi bước vào khoang động cơ, trái tim và linh hồn của chiếc xe, để các bác cảm nhận hết cái giá trị và chất lượng xe mà đam mê bán ra. Cái này thì đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2025. Đây. Và các bác có thể thấy rằng trái tim linh hồn của chiếc xe thì đây, cái vật liệu của nó cao cấp, ngay đây cũng là hợp kim rồi. Đấy, đó là giá trị. Và động cơ thì 2.0 turbo tăng áp đây, nguyên zin nguyên bản, từng con ốc và từng cái tem. Các bác nhìn cho em, đó, từng cái tem nhé. Xe còn trắng phau luôn. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Còn đương nhiên khi các bác mua một chiếc xe thì các bác cũng còn phải chơi choác, đúng không ạ? Nên là yên tâm, có thế nào thì nói vậy thôi. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng. Đấy, thì khi phát ngôn ra thì cố gắng là chuẩn nhất có thể. Còn cái xe này ngày mai nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì nó vừa về thôi là tôi cho lên sóng luôn. Thì ngày mai bắt đầu cho đi sở ba, vì nó là cái một chiếc xe dù sao chăng nữa thì năm nay cũng là năm thứ 5 rồi. Vì con này là sản xuất cuối 2017. Đấy, phiên bản của 2018 thì nó được trang bị là hộp số 9 cấp. Các anh chị ạ. Vâng. Vậy thì chiếc xe này các bác đang muốn mong muốn hỏi giá bao nhiêu? Thì tôi nghĩ rằng chưa bằng một chiếc Altis đâu. Một chiếc Altis bây giờ trên 900. Nhưng các bác sở hữu một cái mẫu xe lên đến 2 tỷ rưỡi và còn đẹp chất như này, Euro 6 vạn, mà các bác chỉ bỏ ra là 870 triệu đồng. Vâng, hãy ngắm đi ạ. 870 triệu đồng nó xứng đáng hay không? Vâng, cái này là tùy thuộc vào các anh chị thôi. Còn tôi thì đơn giản là đam mê. Đam mê và đam mê, và mong muốn là mua những cái sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, hợp lý nhất để về. Đấy, đưa lên những cái hình ảnh cho các bác có thể tham khảo. Đấy, nếu hợp túi tiền, hợp cái nhu cầu và yêu nó thì có thể xuống tiền ngay trong một lốt nhạc các anh chị nhá. Và cảm ơn các bác đã theo dõi, nhớ ủng hộ, thả tim, thả like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất nhiều.